Anh xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay thì sẽ giới thiệu cho anh em một cái sản phẩm rất là mới, rất là hot trong cái thời gian vừa qua, và mình cũng bán được rất là nhiều các cái sản phẩm này. Sản phẩm ngày hôm nay mà chúng ta nói đến đó là cái sản phẩm BMA đến từ công ty bóng đèn ô tô xe máy anh em nhé. Chiếc đèn này thì nó sẽ cho chúng ta một cái công suất là 40W và sử dụng nguồn điện 12V. Con đèn này thì chúng ta có thể lên được cho cả ô tô lẫn xe máy anh em nhé. Và bây giờ chúng ta cùng đi xem rằng là bên trong cái hộp đèn này nó sẽ có những cái gì. Ở bên trong khi mà chúng ta vừa bỏ cái hộp ra thì chúng ta thấy rằng là cái chiếc đèn của chúng ta nó được nằm rất là ngay ngắn, rất là xinh ở bên trong hộp đèn này. Đó. Và anh em nhìn thấy rõ ở đây thì chúng ta sẽ có một cái tem dán chống hàng giả hàng nhái của công ty bóng đèn BMA Maxxix anh em nhé. Đấy, và anh em nhìn cái thương hiệu nó được khắc lên trên, in lên trên cái bóng đèn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu xem là bên trong quả bóng đèn này nó sẽ có những cái gì. Đó, con đèn này là con đèn rất là sáng em nhé. Lên được cho cả ô tô lẫn xe máy, đèn này rất là sáng luôn. Đây anh em nhìn này. Hôm nay thì mình sẽ review chi tiết cho anh em cái quả bóng đèn này nhé. Cái quả bóng đèn này là bóng đèn 3 chân. Và anh em hay thường gọi nó là H4. Đấy. Thì anh em để ý kỹ giúp mình này. Ví dụ như anh em nào mà đang xem cái clip này ấy, mà anh em không biết là mình có nên mua con đèn này không, không biết con đèn này nó có lắp được vừa cho xe của mình không. Đấy, thì không biết là nó có bị kích không, rồi thì không biết ABCXZ không. Thì bây giờ chia sẻ với anh em này. Anh em cứ để ý, ví dụ như anh em đang muốn mua đèn đúng không, anh em để ý kỹ giúp mình này. Ở bên trong cái quả bóng đèn của anh em ấy, thì cái chân của cái đèn xe anh em nó là mấy chân. Nó là 3 chân như này thì anh em hoàn toàn có thể lắp được anh em nhé. Hoàn toàn có thể lắp được quả bóng đèn này. Và quả bóng đèn này nó có một cái cực kỳ tiện lợi, nhanh gọn nhẹ, đó là rút ra chân cắm thẳng. Đây anh em nhìn này, chỉ việc rút ra và cắm thẳng thôi. Đấy, nó sẽ giúp cho anh em gọi là tiết kiệm thời gian lắp đặt rất là nhiều. Con này lắp đặt cực kỳ dễ anh em nhé. Và ánh sáng của nó cực kỳ tốt. Một lát nữa thì mình sẽ check cho anh em cái ánh sáng của con đèn này anh em nhé. Đấy, để cho anh em biết. Cái thứ hai nữa này là anh em để ý là ở đằng phía mặt bụng của cái quả bóng đèn, có nghĩa là bóng đèn khi mà anh em lắp cắm lên xe là anh em sẽ hướng như thế này đúng không ạ, nhưng mà ở dưới cái phần bụng này, đây là phần bụng này mình hay gọi là mai rùa ấy, thì là ở anh em để ý là nó sẽ có cái cánh quạt ở bên nằm bên dưới này nhá. Đấy, làm một cách rất thông minh đấy, rất thông minh, mình đánh giá rất cao quả đèn này đấy. Và anh em nhìn thấy này, ở dưới là nó sẽ có những cánh quạt đấy, nó làm khi mà anh em bật đèn lên là cánh quạt này nó sẽ quay, nó sẽ làm mát cái quả bóng đèn này để cho anh em đi cái thời gian sử dụng nó lâu hơn. Cái thứ hai là anh em đi mà nó không sợ nóng đấy, rất ngon mà không sợ nóng anh em nhá. Cái quả đèn này thì nó cũng sẽ được thiết kế theo kiểu mắt ếch, nó đó là một trong những quả đèn mà được thiết kế dạng mẫu mới đấy anh em nhá. Đây, mắt ếch thì cái ánh đèn này khi mà chúng ta bật đèn cái đèn pha của nó lên ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái giữa cái điểm tâm sáng nó sẽ có một cái hình chữ nhật là cái đèn pha nó lên đấy. Và thiết kế kiểu này là khi mà chúng ta bật lên là ở cái đèn pha này này đấy, là nó sẽ có một cái hình chữ nhật, ánh sáng hình chữ nhật rất là đẹp đó. Nó quay review cho anh em. Con này cầm thì rất là đầm, rất là chắc tay nhá. Đấy, cầm quả đèn này rất là chắc chắn. Cái thứ hai là anh em nhìn này, toàn bộ những cái vật liệu mà làm như con này đều là nhôm nha anh em nhá, đều là nhôm. Đấy. Rất là sắc nét và tinh xảo. Đó. Anh em nhìn rõ chưa? Đấy, thì bây giờ thì quay để chia sẻ với anh em. Mình thì cũng chia sẻ với tất cả các bạn luôn, mình là ở bên đại lý của bóng đèn ô tô xe máy BMA. Đấy, nhà mình rất là nhiều các cái bóng đèn. Và đây là một trong những cái văn phòng đại diện của mình. Đấy, là một trong những cái chỗ, cái nơi để mình quay video mà mình giới thiệu cho anh em về những cái quả đèn này. Thì anh em nhà mình, bạn nào mà ví dụ như đang, anh chị em nhà mình, những ai mà đang có nhu cầu muốn lên một quả đèn, tìm kiếm một quả đèn để lên cho ô tô xe máy, thì anh chị em có thể liên hệ qua cho bên Quyblack. Bên mình chuyên bóng đèn ô tô xe máy. Và cái số điện thoại để mà chúng ta có thể liên hệ thì là nó nằm ở bên trái, góc trái màn hình anh em nhé. Thì anh em có thể vào và xem một cái video này thì anh em có thể là gọi điện trực tiếp cho mình hoặc là inbox Zalo, Facebook đều là số điện thoại đấy hết anh em nhé. Đó, bên mình thì rất là nhiều đèn. Đấy, rất là nhiều đèn anh em ạ. Đó, quay một qua một lượt cho anh em xem này. Đấy, rất là nhiều đèn bóng đèn của ô tô xe máy bên mình cực kỳ nhiều. Đó, thì bây giờ thì chúng ta cũng đi tìm hiểu là cái ánh sáng của con đèn này nó sẽ như thế nào vào buổi tối anh em nhé. Và trước khi mà chúng ta tìm hiểu cái ánh sáng này thì chúng mình cũng sẽ nói qua với tất cả anh em là con đèn này sẽ được bảo hành là 1 năm. Đúng không? Được bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới trong vòng 1 năm nhé. Anh em nhà mình, bạn nào mà ví dụ như là đang đi của bóng đèn này mà trong vòng 1 năm, mà chưa đến 1 năm mà mình bị hỏng, bị cháy, sẽ được đổi mới quả khác. Cũng như là sẽ chia sẻ với tất cả các bạn đó là cái con đèn này này, sử dụng nguồn điện 12V. Đấy, ánh sáng cấp ra cái watt là 40W anh em nhé, 40W sử dụng nguồn điện 12V.
Đấy, cho ra một cái ánh sáng cực kỳ tốt, cực kỳ nét luôn anh em nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu xem ánh sáng của con đèn này sẽ như thế nào. Và cảm ơn anh em đã theo dõi cái clip này. Chúc anh em nhiều sức khỏe, vạn dặm bình an. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào anh em nhé. Ok anh em nhá. Thì cái hình ảnh anh em đang nhìn thấy nó là cái hình ảnh ánh sáng của con M01 đấy. Hình ảnh ánh sáng của con M01 pha cốt này anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn thấy là cái mặt cắt của con đèn này nó rất là nét. Anh em nhìn thấy không? Mặt cắt rất là nét và ánh sáng của này nó là vòng bi mà, nó là bi mà. Cho nên là nó cái ánh sáng của nó rất là tốt, cái vòng ánh sáng vòng cung này rất là rộng, anh em nhìn thấy rõ không ạ? Cái thứ hai nữa là anh em nhìn thấy cái pha của nó này. Anh em nhìn thấy cái pha của nó là ở cái pha này nó sẽ có một cái hình chữ nhật anh em nhé. Nó sẽ có một cái hình chữ nhật. Đấy, rất là nét. Đấy, rọi rất là xa. Đây mình quay cho anh em xem này. Rọi rất là xa luôn. Rất là rộng đấy anh em nhìn này. Đây, anh em nhìn này. Đấy, mà anh em thử tưởng tượng xem là cái bãi đất trống này của mình nó rộng, rất là rộng luôn. Nhưng mà nhìn này. Em thấy rõ chưa? Cực kỳ nét luôn. Sáng. Ánh sáng của nó rất là mịn luôn. Đấy, rất là mịn. Ánh sáng rất là mịn, rất là rộng, rất là sáng anh em nhé. Và con này đang sử dụng nguồn điện là 12V. Công suất cho ra của nó là 37W. Được chưa? Bảo hành 1 năm, lỗi đổi mới cho anh em nhé. Và anh em bạn bè nhà mình mà xem cái video này thì em có thể là vào inbox cho Black để đặt mua hàng nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.